May may mà may may mà đi đến đoạn này thấy ở đây không là em về luôn rồi đấy. Rồi mời các bạn ăn món gà tần đại bổ nha. Bạn ơi con nhặt. Đây chúng mình lột. Món này là món bổ dưỡng nhá. Ăn xong là kiếm về kiếm em của bên mình hả? Trong cái hạt sen đấy, hạt sen này nó rất còn nguyên hạt và mùi thơm, hạt táo còn nguyên hộp. Rồi, mến chào tất cả quý các bạn nhé. Hôm nay thì gia đình Chí Minh Tuệ Minh có việc nên là đưa đi ra ngoài. Này đưa bé Tuệ Minh đi chơi với ba mẹ nhé. Hết Tuệ Minh đi chơi với ba mẹ này. Hết Tuệ Minh đang nằm này đó. Hay đưa bé Tuệ Minh đi chơi với ba mẹ này. Rồi. Nói chung là gia đình Kiên hôm nay thì đưa bà xã đi ra ngoài. Nói chung là mình có việc đi ra ngân hàng. Sau đó thì vợ chồng Kiên sẽ kiếm món gì đó ăn chia sẻ với quý các bạn nhé. Nói chung là hôm nay đưa vợ đi ra ngoài đổi gió. Bình thường ở nhà gọi là trông con sờ chết quá. Hơi đổi gió suốt. Hôm nay đổi gió xíu. Nay đưa bà xã đi đổi gió với lại bé Tích Chí Minh thì đi học rồi. Còn chỉ có mỗi bé Tuệ Minh thôi. Hôm nay thì ba mẹ sẽ book Xanh FM. Ở gia đình nhà này cứ quảng cáo cho Xanh FM hoài. Thực ra không phải nhá. Mình đi ra ngoài thì thường thường mình hay book xe. Nhưng mà giờ book Grab hay là taxi gì đó cũng vậy. Nhưng mà mình thích đi Xanh FM. Đi xe điện nó êm các bạn. Đó, nên là mình sẽ đi Xanh FM. Rồi mời quý các bạn hãy cùng đi trải nghiệm với lại gia đình Chí Minh Tuệ Minh nha. Dạ. Chi. Em Tuệ Minh ơi, em Tuệ Minh. Trời cười kìa. Tuệ Minh chào quý cô chú khán giả đi. Chào quý cô chú khán giả đi. Chào quý cô chú khán giả nha. Tuệ Minh năm nay được 5 tháng tuổi rồi. Hôm nay Tuệ Minh đi chơi với ba mẹ nha. Em Tuệ Minh như con gái yêu. Con gái yêu. Ý da, cười da. Cười da. Papa nè. Tuệ Minh chào quý cô chú khán giả đi. Quý cô chú khán giả hãy ủng hộ kênh của gia đình Tuệ Minh nha. Nhớ like, subscribe cho gia đình Tuệ Minh nha. Đi nào. Hôm nay mình lại tiếp tục đi bác Xanh FM hạng VIP Pro. Đi Xanh FM VIP Pro bác. Đấy. Đây, bác đến tận cửa này. VF8 các bạn nhé. Rồi, chào bác. Để bác thêm nào. Rồi, gia đình Tuệ Minh lên xe rồi nha quý vị các bạn nha. Hôm nay gặp bác Tài. Chào bác. Chào. Bác tên gì? Em tên Hùng. Bác Hùng này. Nãy mình tính bà xã bà book xanh thường nhưng mà bảo thôi xanh đi xanh VIP đi cho nó rộng rãi hơn có vài chục à. Dạ. Xanh VIP êm hơn. Con này là VF8 à? Dạ, VF8. Nhưng mà không phải Plus đúng không anh? Dạ, con này bản Eco. Bản Eco thôi. Trước mình đi bản Plus thì nó có đẹp hơn này tí. Nó phối màu, kiểu ghế viết này nó có điểm nhấn hơn đó. Nhưng mà nói chung hai bản này cũng giống nhau. Eco thì nó rẻ hơn lớp được mấy trăm nhỉ? 200. Này thì bản lớp thì nó có mua trần, mua cửa sổ trời. Có cửa sổ trời, bản Eco không có cửa sổ trời. Ghế thì phối màu, nó có da. Với lại nó cũng được 4 ghế, nó có làm mát. Làm mát. Bác lái được lâu chưa bác? Dạ, lái cũng được 7 tháng rồi. 7 tháng à? Dạ. Thế là thu nhập ổn không bác? Dạ, cũng tùy thời điểm lễ thì nó nhu cầu lớn thì mình cũng chạy cũng khá ổn. Bình thường thì nó cũng bình quân cũng tầm 10 triệu, mấy triệu một tháng. Dạ. Nói chung là
Lái này thì nó cũng mình quan trọng là mình có chịu cài đêm hay không ha. Dạ, đêm chịu khó cài thì cũng được. Cao, những tài xế chạy thích chạy dạng như chạy có khung giờ 8 tiếng này kia thì không có đua doanh thu thì mức lương là trung bình. Dạ. Thì coi như mình đi làm thì mình làm cái này chủ động hơn đó nhỉ. Dạ đúng rồi. Giờ giấc mình chủ động hơn. Là sáng phải dậy sớm đi sạc pin đúng không? Tùy thấy mỗi người, ví dụ như mà mình thì mình thích thì sáng dậy cái là mình lao xe rồi cái mình sạc pin luôn. Ừ. Sáng tao phải dục chút xíu cho nó mồ hôi. Ừ. Sau tắm rửa rồi bắt đầu ngày mới. Bác là sạc ở nhà. Dạ, em ở ngay hơi bên nè. Anh sạc ở nhà hay là sạc ở trạm? Trạm gần đây không anh? Trạm ngay dòng xe Liên Phường mình, nó có Liên Phường với Bành Đai, nó có cái cây dầu đó. À. Có trạm sạc đó. Có trạm sạc đó. Mình vòng vòng bán kính đây 1-2 cây số thì cũng nhiều. À. 3-4 trạm. Ừ. Nhưng mà sạc nhanh không anh? Sạc nếu mà từ khoảng 30% mà lên tới 90 thì nó khoảng tầm 1 tiếng. Ừ. 1 tiếng đủ lại. 1 tiếng. Tiếng vậy mình, nếu mà mình chạy sáng thì mình phải dậy lúc 5 giờ hả? Dạ, 5-6 giờ. Tối thì mình chạy khuya chút, tới khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ mình về. Dạ. Mình còn chạy E34. Ừ, ngày xưa chạy E34. Mà E34 nó lại có một cái nhược điểm là pin nó nhỏ quá. À. Chạy nó mau hết quá. Ừ, mau hết pin. Bây giờ mỗi lần sạc thì nó đông xe, thành ra là nó hơi mất thời gian. Ừ. Mỗi lần sạc phải vô sức tài rồi phải mất cũng phải là 2-3 tiếng. Ừ. Cho nên nó mới đổ qua xe này. Ừ. Xe này thì mình sạc tới sáng mình sạc 90% thì mình chạy. Nhưng mà đi E34 thường thường là khách book nhiều hơn đúng không anh? Đúng rồi, tức là khách là để đi. Khách mình đi xe này thì xe VIP thì khách sẽ giảm hơn. Đây, chúng ta ra đến dự án The Google City. Những người mà đi mà đã đi lên lớp 8 rồi thì lại thích đi lớp 8 luôn. Ừ, chứ không có đi xuống nữa. Dọc dái thoải mái. Tại thứ nhất là rộng rãi, thứ hai nữa là cái thằng này nó cái dàn máy lạnh của nó có chế độ eco á anh. Ừ, nó tự động. Nó lọc á, nó lọc cái lọc không khí á. Ừ. Nên là không khí trong xe nó cũng trong lạnh. Dạ. Không có mùi. Cái màn hình này là bao nhiêu inch hả? 17 inch hả? 14 inch. Cái bằng nó bự cái iPad mà. Ừ. 14. Bằng cái MacBook của E á. Ừ. Con này đi gia đình hợp nha. Dạ, đi ngồi rất là thoải mái. Ngồi thoải mái trong dài. Mấy đứa nhỏ có thể bước đi qua đi lại được luôn mà. Ừ. Rộng. Nằm ngủ có thoải mái, cái ghế nó dài. Con này là chạy mắc là được 400 cây hả? Mà đi tỉnh, đi đường trường thì có thể nó hơn 400. Hơn 400. Còn nếu mà đi trong thành phố thì em đi tầm 300 đô la. Ừ. Bình thường ngày em chạy khoảng 100 mấy chục cây thì nó cũng không hết được pin. Không hết. Từ 90% em chạy xuống cho con tờ tầm 40-40 mấy% là về nghỉ thôi. Xe này sướng cái xe điện, sướng cái là mình chạy mình có nằm chờ khách và mình xách tài ở đâu đó mình cũng không có. Cái này bác mua thêm hả? Dạ, mua để nó đỡ mình ngồi lâu á. Ừ. Tư thế mình phải chuẩn chứ không là nó bị đau lưng lắm. Đúng rồi. Này nó làm con đường song hành đi nó cũng dễ đi hơn. Giảm thiểu bớt cho cao tốc kẹt. Đa số từ đây ra đường này mà từ lúc nó cấm giờ thì cũng hơi vất vả chút. Ừ. Hơi vòng vèo chút. Nó chạy được 7 tháng đúng không? Dạ. 7 tháng. Ngày xưa bác làm nghề gì? Xưa thì em cũng chạy xe tải. À, xe tải. Bây giờ chuyển qua chạy này nhàn hơn xe tải nhiều. Dạ. Xe tải, tải lớn thì nó chạy bỏ hàng, muốn qua đường. Ừ. Vì chạy đêm không à? Dạ. Lớn tuổi rồi mắt cũng kém rồi. Ừ. Đêm chạy cũng yếu. Nhưng mà chạy này thì ví dụ lâu lâu gia đình đi chơi mình chở gia đình mình đi luôn, đúng kiểu xe gia đình luôn. Đúng rồi. Ừ. Nó cũng tận dụng cho xa đi gia đình mình có cái đúng kiểu thuê xe. Kiểu thuê xe. Thuê xe đó. Thì nhưng mà mình thuê xe nhưng mà mình cứ bút bình thường. Ừ. Thì mình được hưởng cái đầu lương rồi cuối cùng tính ra cái giá cước mình đi nó vẫn rẻ. Ừ. Nhiều
khách bình thường đi tour đó 2 triệu đi thì mình đi là trừ hết lương này kia doanh thu này thì xuống chắc còn khoảng 1,5 triệu. Ừ, này cũng được, muốn vớt đi. Mình vừa có công làm việc mà mình vừa chơi. Đúng rồi. Hay nhiều khi là mình cũng gọi là phục vụ được gia đình của mình. Vừa làm vừa chơi cũng rất là tốt. Taxi thì nói chung là thân cái nó dài rất thoải mái. Ừ. Người rất thoải mái, mình tự do. Lâu lâu vẫn lại đạp xuống Vũng Tàu à? Ừ, là đạp Vũng Tàu đưa gia đình đi chơi. Cái này có cho sạc pin hả? Dạ, có cái kiểu phía sau là mấy lỗ sạc, 3 lỗ sạc, trước là 2 lỗ sạc. Xe này khi người ta giao cho mình là mình phải bảo quản, phải giữ hết đúng không anh? Hư hỏng mình phải đền đúng không? Đúng rồi. Nói chung là về da quẹt rồi này kia thôi. À, quẹt này kia là mình phải... hao mòn thì công ty tới thời điểm đủ thời điểm thời hạn thì công ty thay, ví dụ như vỏ mòn á. Ừ. Mà tới thời kỳ thay thì công ty chi trả những khoản hao mòn đó. Dạ. Bảo dưỡng này kia, lịch bảo dưỡng thì cũng công ty trả. Ừ. Chỉ giữ tài sản cho nó lành lặn, ừ, nguyên vẹn thôi. Nói chứ cái này thì nó giao một mình thì cũng thật sự giống như xe của mình rồi. Ừ. Thật ra là mình cũng chăm chút. Chăm như xe mình vậy á. Chăm như xe mình. Đấy, nó là cái tài sản mình đi, mình làm việc mà. Sạch sẽ rồi kia. Thật sự khách lên ngồi nó bao nhiêu mình ngồi là chính. Đúng rồi. Suốt. Mình ngồi suốt nó như cái nhà của mình. Sạch sẽ thơm tho thoải mái. Chứ hồi xưa em chạy Vinasun rồi. Ừ. Kiểu hai tài một xe đó. Ừ. Nó chủ yếu là chạy xong hết ca về thôi chứ không. Ừ, không có bảo quản xe nói chung vẫn ấy nhưng mà hai tài nó cứ đặt luôn đặt lại thôi. À. Không bảo quản được xe sạch. Không có kiểu là tập trung vào để vệ sinh nó cho nó sạch sẽ nhất được. Lại cái điểm mà giao ca thì nó có một cái đội rửa xe đó thì cái đội nó rửa xe dạng cũng rẻ tiền. Ừ. Cho nên nó rửa cũng qua lo chứ nó không có kỹ. Ừ. Cho nên xe mới nhân viên nhân sự mà chạy thời gian nó dơ dữ lắm. Cái bụi nhỏ. Ừ. Nằm đầy ở sàn. Nhưng mà nó đâu có chịu nổi. Đây là ngày xưa bác làm Vinasin. Cũng chạy mấy năm rồi đó. Mấy năm. Giờ chuyển qua Xanh FM. Đang chuyển đổi là kêu gọi tài xế của xe để chuyển qua chạy giống như kiểu Grab vậy đó anh. À. Nhưng mà nó hỗ trợ gì không anh? Chắc là có hỗ trợ về phần vay rồi này kia đó. À, phần vay với lại là lãi suất với lại là nó cũng phải giảm hơn cho mình một ít đúng không? Giảm phần trăm hơn. Vậy cũng hay. Nhưng nếu mà được mong muốn á, là công ty gọi là thanh lý mấy xe mà tài xế đang chạy nè. Ừ. Là họ giữ từ đầu tới giờ á. Ừ. Xong kiểu bán thì cái anh bán cái giá nó sẽ tốt hơn. Rồi, bán giá sẽ tốt hơn, tài xế sẽ dễ tiếp cận hơn. Đúng rồi, chứ mà giống như một tháng ấy thì trừ vô cái tiền thôi. Thường mà bỏ ra tỷ mấy mà mua xe thì mình cũng hơi nặng á, vay cũng hơi nặng á. Quá nặng luôn. Như kiểu mà nếu mà công ty cái chế độ mà gọi là bán luôn xe tài xế đang chạy này. Ừ. Được cái nó giải quyết được cái xe cũ nữa. Ừ. Chứ giờ nếu mà tài xế trả xe là xe đem về rồi cũng nó cũng vậy. Bán luôn xe cũ cho tài xế luôn. Ừ. Vậy vừa có doanh thu. Đúng rồi. Có doanh thu. Tại vì những cái xe này, những tài xế mà lâu như mình đó là đa số là khi mình nhận xe là xe mới tin luôn á. Ừ. Mình là người lên. Mình biết được cái ấy như nào. Từ đầu luôn thành ra là mình biết được. Mình có cái tình cảm gắn bó với nó. Mình cũng thấy nó ổn. Ừ. Tự tin mình mua hơn. Dạ. Yeah. Nó chạy nó ổn định, nó không có bị lỗi này lỗi kia rồi. Tự tin để mình mua hơn là mình mua chiếc xe mình không biết gì. Ừ. Bác chạy xe điện, bác thấy chạy xe xăng nó gọi là nó hai cái thì ví dụ mình so sánh sự bất tiện, sự tiện nghi thì nó như thế nào ta? Nếu mà tại vì mình thì cũng dân công nghệ, mình cũng phái công nghệ cho nên đó thì nó cũng hỗ trợ được nhiều. Ừ. Lại nó cũng êm ái hơn. Ừ. Lại mình chạy cũng không có suy nghĩ vô cái vấn đề mà nhiên liệu. Ừ. Mỗi lần mình đi, ví dụ như đi xa đi, ừ, đi xe xăng mình phải cân đo đong đếm, chứ còn xe điện thì
không phải lo. Ừ. Vô tư đi luôn. Nếu mình canh được cái quãng đường là mình chạc đầy là mình đi thoải mái rồi. À, đúng rồi. Ừ. Là như em đây chạy taxi cho thành phố mà, ví dụ bình thường mình xưa mình chạy là cứ tới chỗ nào mát mát là cứ đậu tắt máy nhảy xuống thôi. Ừ. Hoặc là hạ kiến xuống tắt máy chứ đâu dám nổ máy. Ừ. Còn xe này là mình mới lạnh suốt 24/24. À. Không tắt máy luôn. Ừ. Cái kia là tắt máy là tốn dầu tốn xăng. Đúng rồi. À, mở máy là tốn dầu tốn xăng. Còn này cái này là cái này nếu mà mình mở máy lại nhiều nó cũng tốn điện nhanh nhỉ? Tốn mà nó không có nhiều anh. À. Ví dụ như mình đậu một chỗ một tiếng đồng hồ đi. Ừ. Thì nó xuống khoảng cỡ 1-2%. À vậy nói chung là không bao nhiêu. Thì em đo lần này nếu mà cái tiền nó... xe có vẻ là tiết kiệm. Hơn xe xăng nhiều. Thằng này nó có cái chế độ là cắm chạy đó, khi mình đậu á mình bật qua chế độ đó đó. Ừ. Thì nó giống như nó tắt hết, nó tối u á. Ừ. Chỉ mình máy lạnh thôi. Đúng rồi, là coi như là cái chế độ hao hụt pin không hao gì, không hao cả. Như em tính thằng này ví dụ như khoảng 10% của nó là nó khoảng cỡ như bình thường là 60% đi. 60% thì nó khoảng có 200 ngàn. Dạ. Thì coi như tương đương 10% của nó 10% của nó khoảng có 10 mấy ngàn. À. Mấy ngàn thì 1% thì nó đâu quá nhiều. Có mấy ngàn bạc. Mấy ngàn bạc à, xài thoải mái. Mình đầu chứ không phải lạnh vô tư. Ừ. Mà mình cũng không có ngại mình đi đảo trong vòng kiếm khách nữa. Dạ. Đầu chỗ mà khách thì mình đi kiếm. Thì xăng là không dám đâu. À, xăng là chạy nhiều rồi bắt đầu là vẫn tốn xăng lắm. Đúng rồi. Ở dòng chạy cho thành phố chạy rồi trong thành phố xăng dữ lắm. Ừ. Cái đó là cái lợi của dịch vụ taxi mà nếu mà kinh doanh mình xe điện. Xe điện nó tốt hơn xe xăng đúng không? Ừ. Như bữa gặp ông Grab ông chạy mấy chiếc Vios rồi này kia đó. Ừ. Nói tôi đúng là ông đổi qua xe điện là coi như một ngày ông lợi được thêm 300 ngàn. À. Tháng mình có chục triệu rồi. Ồ, quá đã. Trên là cái thực phẩm nhiên liệu thôi. Ừ. Kiếm mấy chục. Đó là ông tự mua xe anh? Đúng rồi. Vậy đó. Lúc mà công ty chưa có chế độ chạy chương trình platform đó. Ừ. Bây giờ thì nó... Bây giờ platform rồi. Bây giờ là mình mua xe mình có thể là tự ấy mình chạy luôn rồi. Ví dụ rảnh là chạy không thích thì thôi. Xe của mình. Nhưng mà khi mình mua xe mình vẫn phải dán mấy cái này mà chạy vẫn phải dán hết mấy cái taxi. Hình như là nếu mà xe thuộc của hãng thì mình mới dán. À. Nhưng mà xe của mình thì không cần phải dán à? Vậy thì được. Nhưng mà dán vô thì nó giống như xe Grab nó chỉ dán phù hiệu thôi, biển xã thôi. À. Chứ không phải dán logo. Ừ. Nhưng mà phải thay biển vàng thôi. Nếu mà chạy dịch vụ. Đúng rồi. Ừ. Kinh doanh này có nhà nước bắt buộc rồi. Ừ. Tại vì ngày xưa thì không bắt buộc, bây giờ phải bắt buộc. Xưa là kiểu nói chung là mà ban đầu công nghệ ra là tặng tối ưu cho xe nhàn rỗi thôi. À. Giờ bắt đầu là nó nhảy vô làm hết. Nhà nước thấy đa số kinh doanh nhiều thì chuyển đổi vậy để cho nó phân biệt. Phân biệt xe gia đình với lại xe chạy dịch vụ. Nhiều khi người ta chạy gia đình người ta cũng không muốn gắn cái bản vàng vô nó mất giá trị. Nhiều khi ví dụ lâu lâu người ta chảnh người ta đi vài quốc kiếm gọi là kiếm cà phê gì đó thôi. Mà nói chung cũng thật sự là cũng do mình tâm lý thôi. Tâm lý. Biển vàng biển trắng nó cũng khác nhau. Thì đúng tâm lý tại người ta nhìn vô ông này chạy đi mua xe chạy dịch vụ thì nhìn nó ngoài. Chứ từ lúc mở ra thấy cũng nhiều người thấy cũng có đầu tư VF9 luôn á. Ừ. Bữa chạy quận tư thấy chiếc VF9 bản số vàng này chẳng vậy cũng là. Không, VF9 thì em thấy chưa thấy biển vàng bao giờ nha, không biết bác thấy nhiều nha, em là em chưa thấy. Không, rồi. Nó trông ít lắm, chỉ có vài chứ. Chắc lâu lâu kiểu trải nghiệm nhiều này kia thôi chứ. Cái giá trị xe nó lớn lắm mà. VF9 2 tỷ đó nhỉ? Đúng rồi. VF9 2 tỷ à? Ừ, 2 tỷ. Cao à? VF9 nó 7 chỗ mà. 7 chỗ. Nó giống như Carnival á. Thực sự kiểu... nó đi kiểu như chắc cũng là dạng trải nghiệm thôi, chứ còn nếu mà xe đó mà đi dịch vụ không hiệu quả là gì nó bự quá. Ừ. Vô mấy những cái hẻm nhỏ cũng hơi khó khăn vất vả. Thằng này đây mà chui vô còn hơi cực đây. Ừ. Thằng đó mà chui vô còn cực nữa. Thằng đó chui hẻm mà khỏi khỏi da luôn. Nó thật sự nếu mà mình chạy xe điện mà tối ưu là mình chưa thấy như cái dòng như VF5 rồi đó. Ừ. Nó rẻ mà nó nhỏ gọn. Nó tối ưu được nhiều thứ.
Dạ. Đa số ráp mua về F5 nó chạy. Ừ. Giờ theo bác ở VF3 ra thì có đi F3 là xe đỉnh. Nó lại VF3 thì nó lại bất tiện cái là cái cốp nó nhỏ quá. Ừ. Không để được cái đồ gì. Nó chỉ đi gọi là vợ đón con đi học với lại là đi chợ thôi. Dạ đúng rồi. Kiểu là cho mấy anh chị em đi ở gần gần thôi nhé. Với lại pin nó hơi nhỏ. Ừ. Pin nó có 200 mấy. Ừ. 200 mấy như nhà máy công bố vậy thì em nghĩ chạy trong thành phố chắc tầm 100 cây, 150 chắc phải đi sạc. Đúng rồi, thì một ngày mình chạy hết trung tâm nó, ví dụ ngày đi làm đi về đi làm thì có tầm 50 cây. Dạ. 50 cây rồi bắt đầu sạc. Còn đi dịch vụ thì dịch vụ thì không chơi được cái đó đâu. Đó là xe gọi là xe văn phòng. Ví dụ như VF5 á thì nó pin nó tốt á, nó đi tốt á. Đó nó cũng được 300 mấy chục cây á. Ừ. Lên Mazda 81. Metro này là không biết khi nào xong này, hứa lần hứa hoài, gọi là họ hứa không làm hoài không xong, gọi là người dân gọi là nó gọi là ta cũng gọi là nôn lắm rồi. Không, giờ nó đang bước vô quan tiệm rồi, quan tiệm với cái phòng vé với cái trạm trung chuyển rồi. Nói chắc là cho trẻ thực nghiệp một thời gian đó. 10 năm, hơn 10 năm rồi đấy. Hiện tại nó đã chạy thử nghiệm mà nó chạy miễn phí rồi đó. Cho người nào mà muốn đi đăng ký đi chạy. Chạy nhiều đó hả? Chạy rồi, chạy thử nghiệm thôi. 10 năm rồi, một công trình mà 10 năm, một đời người bao nhiêu gọi là bao nhiêu năm chờ đợi công trình này. Giờ đang làm mấy cái đường đi bộ bắc qua, nối mấy nhà ga. Bảo gọi các cụ gọi là U780 bảo chờ lâu lắm rồi tao đi được metro rồi. Các cụ gọi là chiến binh ngày xưa chờ đất nước thay đổi phát triển một công trình mà hàng thập kỷ này. Không biết là hệ thống metro mà xây 10 năm mới được khúc này thì không biết được bao nhiêu năm là hoàn thiện. Mới đi phủ hết thành phố nè. Ủa, thành phố không biết khi nào. Cũng có kế hoạch đó anh, bữa anh chở người khách ở đâu ở trên Hóc Môn thì nó cũng có lộ trình là từ Bến Thành đi hướng lên Củ Chi rồi đó. Thì đấy, lộ trình thì nhiều vé nhiều lắm nhưng mà khi làm thì nó lâu lắm. Khi làm giải phóng mặt bằng rồi triển khai vô làm rồi nó cái cơ chế của mình nó gọi là nó lâu. Chị khách chứ đi thử rồi. Từ Bến Thành mà đi ra tới Suối Tiên á là mất nửa tiếng. Nửa tiếng thì cũng bằng đi xe máy thôi. Dạ, nó tính là dừng các trạm luôn đó. Nửa tiếng đi thử rồi. Anh nhờ ở E-Home hả? Hàng xóm. Thế nào có gọi có đi đâu thì gọi cho bác qua. Đại học Hồng Bàng. Anh vừa lên báo bảo là ông chủ của đại học mấy đại học Hồng Bàng này, tính bán mấy cái trường đại học. Mà trường sẽ đẹp hơn. Trường đẹp, trường này giống kiểu trường quốc tế. Quốc tế mà. Quốc tế. Trường này là các học sinh, sinh viên Lào, Campuchia có học nhiều lắm. Việt Nam, Lào, Campuchia, quốc tế ở Việt Nam là chỉ có mấy nước bạn qua học thôi. Còn đâu có gọi là bên Mỹ qua đại học đâu. Rẽ vào đường Hoàng Sa Trường Sa này. Đó là rẻ, biết chổi, nó tới.
nay đưa quý vị khán giả đi trải nghiệm nghề bác tài, trải nghiệm bác tài của Xanh FM. Nói chung mình cũng đã trải nghiệm nhiều rồi. Hôm nay gặp bác Hùng rất là nhiệt tình, mến khách. Bác Hùng là có thâm niên lái xe là cũng mười mấy năm rồi, 20 năm rồi chứ đúng không? Mười mấy năm cả lái xe tải. Bằng coi như là hết hàng, đổi bằng mới rồi. Đổi bằng mới rồi. Mềm xíu này là ngon dễ, mà. Dễ tiếp cận. Nói chung giá này thì nó vẫn đang còn cái cao hơn rất là nhiều so với cái tầm thu nhập của người Việt Nam mình. Nên là mới ra mấy cái xe VF3 chứ. Giá một trên 1 tỷ là hơi cao. Cao. Con này nó tầm khoảng 700-800 thì được tiếp cận là hợp lý. VF3 giờ nó ra còn... nếu mà nó phổ cập như xe SH là người ta mua hết đấy. Không có đường đi. Không có đường đi luôn. Ai cũng đi ô tô hết trơn. Không chỉ có nếu mà tính thay thế xe xe máy. Thay thế xe máy. Tính là bằng 2 chiếc SH chứ hả? Bằng 2 chiếc SH. Bây giờ nó giảm sao mà còn bằng 1 chiếc SH là người ta gọi đổ người ta mua hết. Và phổ cập luôn thay xe máy luôn. Không, nhưng mà nhiều khi đi xe đó, nếu mà đi không xe đó, giảm xe máy đi. Giảm xe máy xuống rồi. Nó cũng hay chứ bộ, nhưng mà là phải tăng cái số lượng chạm sạc lên. Bãi đổ xe. Mới là chỗ đổ xe, tăng cái lượng chạm sạc lên. Dạ, giống như mình ở ngoài, xe một cái tầng lên xe vô, cái tự đưa lên. Vô cái là nó lên tầng, xe là toàn là thang máy không. Khu vực chỗ mình coi như là xe hơi là đâu có đâu ra qua đường đậu không, nhưng không còn chỗ nào đâu. Cái này mình ăn lương cứng hay là ăn lương phần trăm anh? Cả lương cứng với lại cả doanh thu luôn anh. Lương cứng là lấy bao nhiêu anh? Lương cứng là 4.9 triệu. 4.9 triệu lương cứng. Rồi doanh thu thêm 2.1 triệu nữa là cái phục cấp vụ của mình. Phục vụ. Cái tác phong. Tác phong phục vụ này kia. Là mình nhận chiến, mình không hủy chiến gì. Thì hai cái đó thì nó được cuối tháng tổng kết lại là mình đạt cái mốc 4.9 trở lên. 4.9 trở lên là mình tỷ lệ nhận cốt là không dưới 0.75%. Thì hai cái đó thì nó sẽ cộng thêm 2.1 triệu nữa là 7 triệu. 7 triệu với lại tiền phần trăm nữa. Phần trăm là được bao nhiêu trăm? Phần trăm thì chạy mỗi ngày như vậy là doanh thu một khoảng dưới 1 triệu thì là mình được 25%. Còn trên 1 triệu là mình được cộng thêm 5%. Là được 30%. Rồi cứ nó cứ tăng lên theo cái mốc. Tăng theo mốc. 2-3 triệu gì đấy. Nó tạo tổng doanh thu nó chia cho 26 ngày. Là trung bình một ngày ví dụ một trên 1 triệu thì sẽ là 5%. Dạ. Ví dụ như 1.3 triệu thì nó lên là 9%. Nó tăng lên. Tăng cái mức cao nhất của nó là 2 triệu. Như là 2 triệu hay 2.3 triệu gì đó. Là được 25%. Thế bán chạy mà ngày cao nhất được mấy triệu? Xe VF8 thì trung bình nó khoảng tầm 1.5 triệu tới 2 triệu tùy. Nhưng mà thường thì mình thì chạy khoảng tầm cỡ mốc cỡ từ 1 triệu tới 1.3 triệu. Triệu 3 ngày. Thế là thu nhập mà tổng cả doanh thu cả cái tiền cứng nó là tháng 10 mấy triệu. Còn cái tiền mà phần trăm 25% mỗi ngày là coi như là nó đủ chi phí sạc pin và ăn uống. Còn những cái phần trăm thưởng như là cái lương cứng thì cuối tháng lãnh lần. Đem về cho vợ nè. Dạ, lương đưa về cho vợ lương đó. Còn cái lương ăn uống của mình là phần trăm kia. Mỗi ngày. Nói chung bây giờ thì taxi chạy nó cũng cạnh tranh nhiều. Dạ, đúng. Nhiều hãng, nhiều ấy.
không mà những xe xanh này nó ra nó cũng đáp ứng được nhiều nhiều cái. Dạ. Nhất là giá cả rõ ràng. Ừ. Thời gian đầu Vinasin nó cũng thua Grab là do cái chỗ mà giá cả đó. Không rõ ràng. Đúng rồi, Grab thì giá cả rõ ràng cho nên nó khách người ta thích đi hơn. Đi. Nhưng mà thời gian sau thì Grab nó biến tấu nhiều nhiều ông phánh tướng của thành ra khách nó cũng nản. Ừ. Bây giờ xe kéo em ra thì nó lại tối ưu hơn. Tối ưu hơn, nó vừa gọi là quy chế nội quy công ty mà nó vừa kiểu công nghệ. Ừ. Chúng mình hai cái nó gộp lại đó. Dạ. Yeah. Hy vọng thằng xe là xe đồng bộ có logo này kia là cái dạng kiểu xe công ty giống như bên Vinasin rồi. Ừ. Còn cái giá cả thì công khai trên app rồi. Ừ. Cho nó hai cái nó gộp thành một. Ừ. Hy vọng là nói chung là nó sẽ là cái cuộc cách mạng của gọi là Việt Nam mình, những cách mạng xanh nhá. Tại vì xe Grab thì không ai quản lý về xe, dơ sạch gì cũng tự chủ chịu. Còn xe bên xanh là dơ hay gì là cũng có đồng đội ngũ nó thì theo giám sát. Ừ, nó có cái gọi là cái kiểu quản lý về cái chất lượng đó. Dạ, thì tài xế nào không bảo quản xe tốt, dơ trong lúc kinh doanh mà xe dơ là nó lập biên bản. Là của công ty đồng bộ thì nó cũng có nội quy này kia thì đúng rồi, nó chỉ hiểu là nó chuẩn hơn, chuẩn chỉnh hơn. Cho nên thấy những xe Grab nói chung nhiều lúc nó đậu nó cọ nó quẹt nó mớp nó méo lùm la nó đâu làm. Ừ. Như xe bên hãng này là chỉ cần quẹt vài đường mà cảm thấy xấu xấu là công ty bắt đi làm lại hết. Ừ. Đâu để xe nó xấu vậy. Nói chung là nó quan trọng về cái chất lượng bộ mặt của công ty. Này, thằng xanh này mới ra có hơn năm chứ nhiêu. Dạ đúng rồi. Hơn năm mà giờ là nó phủ khắp luôn rồi. Dạ. Phủ khắp thành Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh là nó có hết rồi. Công ty nhanh. Nên bác Vượng ra là bác vừa gọi là sản xuất xe, vừa bán, gọi là đưa xe cho thị trường sử dụng luôn. Thì giống như năm nay rồi là gọi là cho người dân trải nghiệm đó. Trải nghiệm. Tài xế cũng trải nghiệm thực tế luôn. Ừ. Tài xế mà cứ quyết định mà quyết tâm theo nghề taxi thì đầu tư chiếc xe. Ừ. Còn không thì cho trải nghiệm trước. Dạ. Nhưng mà hiện là tài xế cũng mua cũng nhiều. Ừ. Nhiều nhà có điều kiện mua nhiều. Thì mua thì cái tỷ lệ nó cao hơn. Ừ. Được 80% doanh thu. Ừ. Anh chia với công ty á, công ty lấy 2. Công ty là anh áp là 2, dạ, 20%. 20%. Xe 80. Là hiện tại cái tỷ lệ đó là nó cao hơn Grab. Cao thấp hơn Grab nữa đó. Ừ. Grab giờ là 38 40 rồi. À. Còn công ty bên này hiện tại đang lấy 20. Ừ. Nó đang khuyến khích mình đổi chuyển đổi. Thì nó sẽ lấy giá tốt hơn. Tốt hơn, thứ hai nữa là cái chi phí nhiên liệu nó giảm nữa. Ừ. Chuyển mạnh sau này thì ngon. Ừ. Mà giờ là cũng hy vọng là công ty là hỗ trợ tài xế là gọi cống hiến từ đầu tới giờ. Ừ. Rẻ cho tài xế cũ. Đúng rồi. Đường này đi ra sân bay hả? Mày cả lên nghe bác Hùng tâm sự nghề tài xế. Cảm thấy em chiếc xe 8 làm chạy cũng thấy cũng thích. Ừ. Thoải mái. Rộng. Giờ có VF6 ra lấy VF6 mẹ có ha. Nhưng mà thật sự cái form nó cũng không bằng VF8 nữa. Form nó nhỏ. Rồi, cảm ơn bác Hùng rất là nhiều đã chia sẻ nghề tài xế. Nghề tài xế chạy xanh FM nhá. Chúc bác là luôn thật nhiều sức khỏe. Yeah. Trên mọi chặng đường. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bây giờ mình cũng sắp đến nơi rồi các bạn nhá. Đấy các bạn, bây giờ mình lên xe rồi. Sau khi mà vợ chồng xong việc ở
bên ngân hàng rồi giờ mình đi ra đi kiếm gì đó ăn các bạn. Nãy mới sượt được cái món là gà tần đại bổ, không biết có bổ thật không. Ăn xong là mình lại book ra xanh FM đi về các bạn nhé. Bây giờ book xanh FM đi ăn, lại tiếp tục một em VF8 nữa, VF8 màu đen, màu xám. Con này cũng đẹp à. Bác cho phép quay xíu nha. Đừng quay anh. Là không quay người thôi. Quay quay mình cái đường thôi. Cứ quay đường với xe thoải mái được quay. Dạ. Mất công. Chú làm bên hãng nào? À em gọi là đi chơi review chơi mà. Ý là chú làm bên hãng nào? À em làm kinh doanh bên Đông Trung Hà Thảo. Bán Đông Trung Hà Thảo. Đi ở bên Đà Lạt, trên Đà Lạt. Ngoài ra còn có làm thêm YouTuber nữa. Trên Đà Lạt, Đông Trung Hà Thảo nuôi nhiều hết. Dạ, trên đó là cái khu nuôi cấy. Thì giờ chúng ta sẽ đi đến quán gà tần. Ăn thử cái món gà tần. Tại quê ngày xưa mình hay gà tần này cứu. Ở trong Sài Gòn này ít lắm. Quán này hôm bữa thấy bạn Thế kênh Lòng Xe Điếu bạn review, mình ăn thử xem như thế nào con ạ. Đưa bà xã đi ăn thử xem nào. Anh là nghe giọng là cũng hình như đồng hương với em. Hoa Thanh Quế. Em ở Như Thanh. Anh ở huyện nào? Anh ở Chứ này. Anh ở Yên Định. Yên Định à? Thế là quê. Yên Định là quê ngoại em đấy. Quê mẹ em Yên Định. Xã nào? Xã Định Bình nhá. Định Bình á? Ừ. Định Bình đây. À, thế là bác đâu là người là người nhà cũng nên đấy chứ. Anh cầu si. Bác anh cầu si à? Bác có biết nhà lai lực không, nhà chuyên làm mạ cấy á? Không, anh vô đây từ năm 93. À, vô từ năm 93 thì không biết. Mấy là chị không biết mấy người vậy. Người nhà. Thông bác gọi là em ở ngay cây xăng Định Bình chạy vô á. Làng si á. Làng si đúng không? Ngay cây xăng Định Bình. Từ năm 93 anh học. Chưa anh học nữa, có cô thầy Vinh này, cô Thôi này. Em thì em lại không ở đó, em ở Như Thanh cơ. Gọi là ông bà mẹ em ở Bình Bình lên Như Thanh lấy chồng rồi đó. Em lâu lâu về quê. Lâu lâu về quê thôi biết rồi. Em sắp tới em cũng về này, tháng sau này em về thì cũng về Yên Định này. Về chơi thôi. Về chơi, làm thăm các bác, các anh. Hè mà đưa mấy đứa về, mấy bé về chơi. 300 mét nữa, dễ trái vào. Đây đi chơi đâu, đi hướng này. Dạ em đi có việc ở ngân hàng, bắt đầu em đi kiếm gì đó ăn, lát nữa về nhà ở dưới Thủ Đức ạ. Thủ Đức ở đâu? Nhà chỗ Đỗ Xuân Hợp. Lát về không? Lát em về. Về Thủ Đức ăn xong là về luôn. Về Thủ Đức luôn chứ? Đúng rồi. Rồi anh trở về luôn này. Thì lát ăn xong nếu mà bác mà đợi được tí thì ok. Anh cũng đi ăn cơm luôn. À, về ăn cơm vô ăn gà với em không? Ăn gà tần này cứu. Không vậy thì bác nếu mà bác ăn xong rồi, em ăn xong em cũng về luôn rồi. Ok, được đấy. Bây giờ tí nữa bác đợi em đi. Ok, tí anh về luôn. Anh cũng đang chưa về nghỉ trưa chứ. Bác ở đâu? Anh ở Linh Xuân. À, Linh Xuân à, thế là cũng trùng chuyến luôn. Thế bác chở em về là bác về luôn được. Anh về trưa 2 giờ, đi mệt, trưa nắng mệt quá mẹ. Đang tính về Hồng Hà này. À. Bảy chỗ bên kia cũng đổ đầu xe. Ăn cơm rồi. Nghỉ trưa bên đó luôn mà chú, vậy thì về anh về nhà. Về nhà ngầm nghỉ cho nó thoải mái. Nhà bác ở Thủ Đức luôn à? Thủ Đức luôn. Đường nào? Linh Xuân là cầu vượt Linh Xuân hả? Đúng rồi, chỗ khu giáp với khu chế xuất Linh Xuân. À. Vậy em ở bên Đỗ Xuân Hợp, bác chạy về bác chạy qua đó cũng được. Chỗ nào? Ngay chỗ Liên Phường á, đầu Google City á. Xưa anh ở anh mướn nhà ở Đình Phong Phú anh là đó 4 năm. À. Cách mấy cây để cho là rồi lát nữa bác kể em về luôn. Ok. Học cùng đường. Cùng đường luôn. Quá tiện rồi. Đây các bạn, mình đến quán gà tần Đại Bình các bạn nhé. Ở số 1A Bạch Đằng. Vô là nghe mùi gà này cứu hả? Đi mùi bà này luôn. Hôm bữa em xem Lòng Xe Điếu review nhà anh em mới biết, em đâu biết đâu. À ông anh chưa quen đấy nhỉ? Em là
Hôm bữa xem là thấy anh lòng xe điếu đó, review á. Thì em bảo là ở ngoài quê hay ăn món này, trong này không có. Này đi tìm ăn. Nên là tìm coi có gọi là nấu ăn có ok không? Hai bò ở dưới này. Thôi, nhà con ngồi đi. Ở đây là đùi gà tần ngải kiếu 70, gà ác tiền thuận ngải kiếu. Thôi mẹ thêm menu đi, ăn món gì? Ốc heo. Em ăn đùi gà. Người Bắc thì thường ăn đùi gà ta. Đúng rồi. Em là Bắc á, gọi là thích ăn ngải kiếu. À. Em ăn còn nhiều lá càng tốt anh. Đúng rồi. Em là đùi gà. Em bác cho em ở đây là đặc biệt nhất là gì? Đặc biệt á, đặc biệt của anh là đùi gà ta tần ngải kiếu Bắc. À, đùi gà ta là đặc biệt nhất đúng không? Ở đây bán mực lâu chưa anh? Bán được 8 năm rồi. 8 năm rồi. À. Nghe giọng là anh quê đâu nhỉ? Anh Hải Phòng. Hải Phòng. Hải Phòng. À. Hải Phòng thì nó cũng nhiều loại lắm. Hải Phòng có này, Nam Định có, Hà Nội có. Ừ. Các tỉnh Bắc đều làm gà tần hết. Dạ. Muốn tỉnh thì ở đây là gà tần Đại Bình. Nhưng mà anh không có làm Google Map, em bấm như Google Map không có. À có mà. Có. Không, em bấm đi search Grab là gà tần Đại Bình ở trên map là nó không có, không có. Anh làm lại cái map đi. Bấm sao dễ bấm tìm hoài, tại vì cái số này ở Bạch Đằng nó tìm không được. Nếu anh bán nhầm chắc em vừa đi nhầm vào trong đi vòng một vòng luôn luôn à. Đi vòng luôn. Rất là nhiều anh em cũng nhầm đấy. Bác làm sao mà định vị lại đi, ông khách người ta bỏ hết rồi. Okay. Nói là góp ý cho ông chủ. Anh em ship đi theo cái địa chỉ gà tần mà. Biết rồi, nhưng mà trên app ví dụ anh bấm gà tần Đại Bình nó không có nhảy ra gà tần. Trên map á. Có gà ác đúng lộn rồi bác. Cái gì đó là con mồ á. Combo gà ác trứng vịt lộn tần này cứu thuốc bắc. Phần combo đặc biệt là gà ác tiền trứng lộn là cho những người ăn nhiều có thêm một phần quả trứng này. À. Hoặc là đùi gà thêm một quả trứng hay là gà ác. À, có nghĩa anh làm cho em một phần nó combo hai vợ chồng ăn luôn chứ đừng có gọi riêng. Không. Ví dụ anh làm cho em cái combo vừa đùi gà này vừa trứng vịt lộn tần này cứu thuốc bắc này. Một trứng này hai trứng. Đó, hai trứng. Đùi gà hai trứng là combo hai người cùng ăn. Combo hai người cùng ăn. Con ăn cái gì nào? Đùi gà trứng này. Thế em ăn được. Xôi nó vào ngay cái trứng rắn nó phải không? Xôi thịt cũng ngay cái trứng rắn không? Ăn thêm cái đó thường thường ăn không thôi chứ còn có, nếu mà có xôi là thêm xôi gì anh? Có xôi gì? Em quán mình có xôi thịt kho nhiều, xôi thịt là không, xôi thịt kho nhiều. Xôi ba tê. Hoặc xôi ba tê hoặc thịt ba tê. Xôi giò bắc kho. Em muốn ăn xôi không? Có thêm một phần xôi không nhỉ? Ngoài xôi còn có gì không anh? Ngoài xôi trứng rán nó ngải. Trứng rán thì à? Ốc heo, trứng lộn. Hoặc là mì ăn kèm. Mì ăn kèm hả? Mì gì? Mì để ăn kèm với gà tấn. Mì đùi gà tấn. À mì à? Mì đùi gà, mì gà. À, em ăn mì đó, được á, mì được á. Cho anh một cái phần mì ăn chung thôi. Ok. Dạ. Thế phải làm xôi không? Phải làm xôi. Phải làm xôi. Kem nha đam đi. Ba gì? Không, anh nước suối. À, nước suối. Không, người chai mới chai sữa bắp này được mà. Không, những cái thứ mà như là nhà làm sữa bắp mà trước bán của đội Thái Sơn nhưng giờ không làm, không bán được. Mình tự nấu nhân trần mát. À. Cái sữa lành tự nấu nhân, mát. Nhân trần à? Nhân trần mát can, nhân trần bắp nhé. À, nước nhân nhất nhân trần à? Cho em ly. Vậy bác, okay. Giờ bác có nước gì không? Có nước nhân trần này, sữa lành. Nhân trần à? Có nhân trần thôi hả bác? Ừ, nhân trần với sữa lành. À, vậy sữa đậu nành là anh tự nấu à? Đúng rồi. Cho về cho ly sữa đậu nành đi. Ok. Xong. Okay. Cảm ơn ông chủ. Mày ăn thử coi cái món ngon lắm. Cái gì vậy? Vừa kiểm tra lại cái hư rồi, tìm không được đâu anh. Mà gần như là quán mình ở đây là gần như là bị lép luôn đấy, bởi vì là một ngày rất nhiều lớp ra mà không phải nó hư rồi, bác tìm, bác em tìm có ra đâu. Coi làm lại thôi. Coi làm lại đi chứ tìm không ra thôi. Cái này biết là đựng xương. Vậy là định vị lại bác ạ. Định vị lại đi, em tìm nãy em chạy lòng vòng cái số ở đây nó tùm lum á.
May mà đi đến đoạn này thấy ở đây không là em về luôn rồi đấy. Rồi mời các bạn ăn món gà tần đại bổ nha. Nhìn cũng một tô chất lượng ha, toàn đồ bổ không ạ? À? Có thuốc bắc này, có hai trứng. Dạ không, em một ly không đá. Một ly không đá. Một ly không đá. Cái nào có đá thì nhân trần có đá ở chỗ này. Cả hai sữa đậu nành nữa. Cả hai ly sữa đậu nành. Ông này cho em ly nhân trần đi cũng được. Cho em một cái chai nhân trần luôn đi. Lấy hai lấy một. Lấy vợ em lấy ly còn em lấy đây lấy cả hai. Rồi cảm ơn. Hay vậy các bạn nha. Ăn thử cái món món này, món quê ở quê mình hay nấu chứ ở trong này ít có chỗ bán các bạn. Món gà tần phương Bắc các bạn. Nó bị độc đáo luôn. Độc đáo. Thơm ngon con ạ. Con ăn nào. Đấy hai mẹ con hay đưa hai mẹ con đi tầm bộ. Gầy ốm quá rồi đưa hai mẹ con đi tầm bộ. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Thôi ăn thử đi. Con nhìn thấy cái lực. Nhân trần ạ. Sức lực rồi đấy. Rồi các bạn uống này. Nhân trần. Đặc thật. Cái sữa đậu này nè, nhà nấu. Nhân trần này có tác dụng gì chị ha? Mang rồi không? Lá cây với cam thảo. Đặc biệt là nó ngọt nhẹ nữa. Mời quý vị các bạn nha, ăn gà tần với hai chồng này, ăn kèm với bì này, kèm với xôi này. Ở đây có xôi, mình có thể ăn xôi thích mùa mùa táo đỏ. Con gái yêu ơi, em ơi mùa tiêu. Hai vợ chồng hết tổ này nếu mà ăn được nữa lại gọi tiếp. Đó, mời các bạn nha. Trứng bịt lộn này lấy cho con. Bạn đưa con nha. Đây trứng bịt lộn. À. Món này là món bổ dưỡng nhé. Ăn xong là kiếm về kiếm em của Lê Minh hả? Để mình bảo ông bà. Bên thành chế về bắt rồi. Bên thành chế thì mấy hôm đầu nó cũng chun. Rồi mấy hôm nay chắc thì cũng trước này ở bên cải tạo bên anh bên Việt Tiết bên Trần Việt đấy. Cho cái chưa không gặp em nhỉ? Bên thế mở quán mới khai trương em mà. Đúng khai trương em không gặp nhau nhỉ? À không em không có chơi em không chơi thế đâu. Em chỉ biết qua mạng thôi. Em không biết. Thì chơi nhau. Chuẩn quân thì tất cả quán muốn là vắng hết. Thế mở bảo khai trương cũng khách đông lắm mà. Bây giờ vắng rồi. Qua tới mấy nhà đi sang 7 giờ mới sang đi chơi. Bên đó là bán lòng xe điếu à? Xe điếu. Còn vị trí nó xấu quá, mãi hồng ngạc sao. Ông lạ của bác quận 6 hả bác? Không có. Còn đang ở Tân Bình nhưng mà nó gắp ấy thì gắp ấy ung cái đó. Cái khu đồng đen ấy cuối khu đồng đen ấy. Tân Phú. Thế bữa thấy gì đi món này em ở nhà xưa ở nhà hay nấu nên là trong này không có lá. Lá này là bác đem quê vô hay là mua? Đúng rồi, nhưng mà giống như mà bác người trồng ở trong này. Do cái thổ nhưỡng là cái chất đất khí hậu trong này chắc chắn là sao nó không để được nhưng mà bác có thơm hơn. Nhưng mà không biết cũng có nơi thì người ta cần vừa tới đâu rồi cần đi trụng quá ở trong mình cần là phải tên cùng nó phải cùng mà ngoài góc mình ăn ngoài trong Nam người ta ăn gà tiền người ta ăn mì mì kia ngoài góc mình ăn cái mì mini kết này mới hợp nước không ăn mì trứng. Nước bác nấu đậm đà. Cái gì Sài Gòn gì nhỉ? Sài Gòn chế bộ. Xem mấy lần ấn tượng là xem mấy lần quay clip ngoài luôn mà phố cổ mà. Dạ đúng rồi ngày xưa năm trước em năm trước nữa em qua ra ngoài đó. Như trước dịch cái đâu hay không dịch chứ nhỉ? Sau dịch các bạn. Sau dịch. 2022 á. 2022. Ok đúng rồi nhớ rồi. Dạ.
cũng quay mấy con gà, hỏi gà, một gà nước ngoài cũng khổ chứ. Dạ. Hôm trước có đi ra đó chơi xong rồi đi trải nghiệm ẩm thực ngoài ngoài Bắc. Mấy quán lòng mới biết đó nhỉ. Dạ. Ở Hải Phòng mình hầm tất cả các vị hầm chung. Ở trong này nó có gia vị, có cái những loại gì? Hạt sen. Rồi là bo bo này. Bo bo. Đậu xanh này. Cái nước của em nó không ngọt và xanh xanh và mùi mùi đậu xanh như vậy. Nước ngon đó. Đậm đà quá. Cũng như là ăn nó không có cảm giác của người ta, nó không có cảm giác ngán như kiểu ăn nước phở hay nước lèo cái gì cả, mà càng ăn nó càng tất cả nó cảm giác nó càng người xít, nó không có cảm giác cho người ta bị ngán vì nó không có dầu mỡ, không có ngọt nên nó không dầu mỡ, không ngọt gì đấy thì nó không có cảm giác ngán, nó cứ kiểu hơi ngâm ngâm cho hơi kiểu xít xít kiểu đấy. Dạ. Ngon á. Đặc biệt của gà tần là thịt gà mềm, và đặc biệt gà tần là không cần phải dùng tay, dùng đũa phải ớt thịt và không bao dắt răng. Nhưng ăn gà tần không bao dắt răng. Gà tần là phải mềm, phải chín mềm. Đó. Sẵn này. Đấy, giữ cái gà tần đúng rồi đấy, thử. Nên thì gà tần rất là mềm. Này gà ta ấy. Ừ. Gà ta luôn không? Chuẩn đùi gà ta luôn đấy. Đùi gà ta chuẩn. Đùi gà công nghiệp thì nó khác cả, nó ngắn cũng được. Ừ, ngon. Mẹ thường không thích đồ cần tại vì cái mùi nó. Hai vợ chồng ăn một tô như là gì? Thường thường một người có thể ăn những ngày và thêm một phần tô nữa đấy. Yeah. Nói chung là em ăn thử xem là có hợp hay không. Nếu mà hợp thì ăn tiếp. Với cả cái này mình cũng không màu đắng. Không bao là đắng đâu. Nhưng mà em lại thích này kiểu đắng. À đắng là lấy đây. Đây mà càng đắng càng ngon. Thế em nói, nhưng mà cứ như nếu em mà làm đắng như thế là em ăn nấu hợp hơn. Ăn nấu gà mà nhúng ấy, mà phải là rau ngon đấy, rau ngon đấy. Cái rau này không đắng thì ăn nó cũng không dơ đã lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em ăn gà tần một tí cảm giác người nó ấm lên, nó lóng lên. Em thích rau đắng đắng chứ. Nếu rau đắng thì em phải ăn thấu. Cũng có lời người ta không cần, người ta chỉ nhúng qua đấy. Dạ. Sáng mới đi ăn sáng với thằng quán thôi chị Phương làm biển ấy. Dưới nhà có thằng Nghĩa Dâu ấy, Vương Diêu ấy. Em ăn thử ăn được không? Ăn được không? Ăn gọi phần gà ác nữa. Gà ác hả? Em thích ăn gà ác hay là thích ăn đùi này? Để thấy một đùi gì ăn? Không, ba ăn gà ác rồi ăn. Không. Có cái trải nghiệm một phần gà ác đi. Gà ác là mình làm kể cả cao thắng bầu cát cũng không thể sánh lại luôn. Mình nhà mình mở sâu, từ sâu đùi đấy là 10 mét lắm luôn. Rồi bán giá cao hơn đùi đấy luôn. Vì là gà ác cũng hầm với ngải cũng luôn. Đó, ăn thử không? Cũng được. Cho ăn thêm phần gà. Cháu ấy. Thì xuống sữa nhỉ? Dạ, sữa uống sữa đó, mấy năm tháng rồi. Mà ăn phần này thì... Không muốn bỏ lại đâu. Sẽ nghỉ một lúc và không muốn bỏ lại đâu. Sẽ không dừng lại đâu, không bỏ lại thì nước ta đấy. Nó có cái gì đó giúp người ta mất cái tiếng lái được không? Nhưng mà muốn nó phá vào để không có thể. Thôi, dừng lại được, ăn hết cái thôi. Dạ, giờ biết theo rồi bác ạ. Em ơi. Bác đây đó. Chào bác. Thích nói chuyện lắm. Nói chuyện hả? Con ăn mì à? Dễ ăn. Bình thường gà tần gà này kia mẹ ăn thì mẹ không ăn được nhiều nha. Mẹ thấy ăn cái này ok á. Dễ ăn. Ăn đi. Làm thêm phần nữa là ngon. Ngon đấy, con gái mà hát xì. Con gái yêu. Con gái yêu. Thôi uống thử rớt một này cũng ngon. Em ở Thủ Đức cơ. Em hôm nay
nay đi có việc ở đây ghé bác. Rất là chứ. Bây giờ mày bắt mình ở tỉnh nào á? Ở Thanh Hóa. À, quê với ở Giác. Dạ. Ở Giác thì... Vợ em à, Hà Tĩnh, anh em Thanh Hóa. Đây là Hoàng Trường, Hoàng Hóa. À, Hoàng Trường, Hoàng Hóa à? Hoàng Trường. Hoàng Trường, em bảo em là quê nội Hoàng Thanh á. À, đây là chỗ nhà ông ngoại, chỗ là gần nghe biển lúc đất toát rồi, về về chạy cái dạo ra trắng luôn. Cái phần gà hấp dẫn à, gà ác à. Phần gà này là mình đã trang trí đầy đủ bên trên đấy, là từ nhà chú trước bắt đá đoạt xem cái gì mà gà biết là mình sẽ trang trí, cứ thử thức từ trên dưới thì được. Dạ. Trong cái hạt sen đấy, hạt sen này nó rất còn nguyên hạt, còn mùi thơm, hạt táo còn nguyên hộp. Rồi nó thải là hình con gà nó còn nguyên, lớp trong. Ơi, con gái à? Khác nhau á. Ừ, thơm nhỉ. Nói chung là mùi nó nhẹ nhàng hơn đi ăn. Mẹ thì mẹ thích cái vị nãy. À, mỗi người chắc mỗi cái khẩu vị á, tại vì nó khác nhau. Đỏ đỏ hả? Ây dạ, con gái muốn ăn. Đó rồi, một nguyên hộp. Thì là nó mới chưa rút. Chứ còn nước táo mà nó rút rồi á, cái ép rồi nó rút rồi á, nó không còn hộp. Ăn nó chắc không. Có độ ngọt của cháo, cháo này ăn có độ ngọt nhẹ. Nhà mình làm cũng là chú bác hơi hơi đậm một chút, khi bước vào quán là có thấy bắt đầu thấy là thấy cái mùi thơm ngay rồi đó. Bước vào quán bác là thấy mùi thuốc bắc là gọi là nó mở cửa ra là thấy rồi. Đúng rồi. Có hạt sen này, có táo đỏ này bên trên này, thịt tử. Bán mà nào bán đông trùng hạ thảo á. À, đã có hầm đông trùng hạ thảo rồi. Là trước đây thì cô bia anh đông trùng cô bia. Ở ngoài thì cũng là ứng gì đâu, ứng dạ rồi. Em làm nghĩ là trong này xong rồi lấy cái này của anh lấy quay ứng được sản xuất mà lấy để hầm với gà. Trong đợt mình chuyển đi nó vào anh nâng cấp lên đi. Anh sửa quán lại đi nâng cấp lên, nhưng mà nâng cấp giá trị món ăn lên, anh thêm một cái món gà hầm đông trùng với lẩu gà đông trùng chẳng hạn. Chú cũng cái gia vị cũng người không ăn được hải cứu nên cho đông trùng mập rồi đông trùng ăn rồi nó cho đông trùng vào hay đông trùng ăn bộ sáng hai vợ chồng em là lúc nào cũng ly hoặc là ăn một tiếp á, nó ăn nó khỏe người. Anh là tên Bình nữa, anh Bình hả? Bạn Bình. Như đâu cũng sủi nhớ sủi chứ không phải ăn làm ấy, còn bao nhiêu là cũng cùng nó cứ chút vào cũng làm ấy. Cái này thì khoát thôi, khoảng một lớp đông trùng nữa thôi là giá trị khác nhau rồi. Hay một hai con bào ngư đi kèm đó, hay là mình hầm kèm chất lộn như vậy đấy nhá. Dạ. Thì mình mix với lại bào ngư thì lại giá trị nó khác rồi. Đúng rồi. Nhiều khi mình cũng cho khách có sự nâng cấp đấy. Đúng rồi. Xong rồi nâng cấp tô chiếc rồi chén bát các thứ này nữa, không có lắp đại nó biết cho nó sang mở ra trong. Nhưng mình nâng cấp lên thì cái giá trị nó khác hẳn. Nó giá này 70 anh. Giá 70. Nói chung giá anh thấy cũng ok. Giá về là hợp lý. Vì là vẫn phải điều chỉnh như thế để hợp lý, bởi vì là khách của mình ship đi xa lắm, ship đi ship vẫn nhiều lắm nên là bắt buộc phải điều chỉnh như thế để mình thực sự là cũng như mà tiền ship đấy có như 80.000 hôm qua tiền ship 120 ăn gà 80 tiền ship 120 đấy. Rồi cực đúng rồi, nhiều khi là ở Sài Gòn người Bắc nhiều quận nhất người ở khắp nơi này. Cái đùi này nó bị bể là nó bị à cái gì tại tiềm mà tiềm nó mềm rồi giờ nó phải mềm tắt nó phải mềm nha, phải dùng nước cắt ngang con gà đấy mới đẳng cấp. Còn nếu tiềm mà lại như luộc như thế không, nhưng mà khi em ăn một cái thịt gà tiềm khác vẫn giữ được độ ngọt, vẫn giữ được nguyên hình da con gà như thế, không bị rách một tí da gì đấy. Đấy gọi là tiềm. Nó thơm, thịt gà nhỏ mà không làm được thơm như này. Dạ. Con gà bỏ rất là ăn chứ không phải không? Để coi nhà mình cũng ăn nhiều cái món bổ mà thấy ăn ở đấy ăn rất là ngon, không có bị ngán. Nhiều chỗ là nó thật miệng, chắc miệng.
nhiều chỗ thêm được thuốc bắc thì cái mùi nó sẽ hơi bị nồng quá. Cái nhà chiếu ở đó hợp với gà, ngoài ra nó còn có thuốc bắc nữa. Thuốc quan trọng mỗi nơi mỗi quán một bài thuốc khác nhau. Nghe bảo thèm món này, không biết tìm đâu, không biết có xem. Nào nào ghé anh nha. Hai đợt tuần lùi con cũng tặng một nước khối thanh nhiệt, tặng nước khối này. Xong có bánh mì lá bơ, bánh mì lá cả. Ở menu của mình ở trên app thì chi tiết nó lên nhiều, con phú lên nhiều. Trên app thì quán mình đến 800 ở trên app. Đang thu đến app bây giờ 85 nên ở trên menu của trên app chỉ thu mình nhiều hơn rất nhiều. Ở đây là như là khách quen đến ăn ăn xong rồi nghe lại về lại app này, bởi vì là nếu không có đi tới được nữa, đi tới này chạy lên cực lắm để ăn bất ngờ. Không bao giờ ăn người ta đặt nhiều. Nước cái của mình nó cũng dễ quá. Cái này mà đem về nó còn nóng hay? Còn nóng lắm, bao xa cũng nóng luôn. Có thố hả bác? Hay là không có hộp đựng mà nóng, phải nóng. Không có cẩn thận lắm. Muốn như này muốn có để ship đi lên kia Thủ Đức cũng nóng. Anh hai lại không ăn cái này nhỉ? Anh hai không thích. À nhà mình còn một cháu lớn rồi. Nó thì học. Bé, bốn bé lớn em là 4 tuổi. Dạ, cảm ơn anh em mình. Anh thủ nhiệt tình. Thế mình đang nói chuyện hả? Đang nói chuyện với ghế hả? Ghế không chơi, nó ngon hả? Ướt rồi. À, ăn thêm ướt. Cái bánh đó nhiều quá. Cá nồi đó. Hiền cái gì đó. Tụi này về đến ghế à? Thì em mà chuyện sao nè? Ây dạ, ây dạ nặng quá hả? Ghế. Ghế. Ây ghế. Ăn chồng ăn hai tô nó. Mơ. Mình mềm mềm nữa. Rồi, gia đình Tuệ Minh xin chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn nhé. Hôm nay ăn món gà tần đại bổ. Gà tần đại bình mình cứ hay gọi là gà tần đại bổ. Đây cái menu bên này. Các bạn xem các bạn thấy ở đây. Nước lá nhân trần.
Thường thường hay đi uống nước sâm, hôm nay uống lá lên trần. Rồi, hai vợ chồng Kim xin chào quý vị nhé. Đây các bạn, mình ăn xong rồi, ông chủ tặng cho hộp xôi này. Xin một kiểu ảnh. Tặng hộp xôi về cho... chất lượng như nào thì tí ăn thì sẽ biết. Kiểu như không nhục đó nhỉ? Xôi giống kiểu không nhục, đúng rồi. Hình như thịt không nhục đó anh. Ok, ok, đúng rồi, chuẩn đó. Không quảng cáo nhưng mà tí về sẽ biết. Hai vợ chồng anh rất là dễ thương các bạn nha. Đây chị cùng quê mình này. Huyện nào chị? Hoàng Hóa hả? Em ở Như Thanh. Như Thanh quê ngoại ở Yên Định, còn quê nội là Hoàng Hóa, Hoàng Thanh. Bà chủ rồi mình đi về nha, cái tiền em đi về. Ừ, đi về. Đây hai vợ chồng về đem cái xôi khâu nhục ra thưởng thức đây. Bà xã đang ăn nè. Em chủ gửi cho anh hai. Chị mình nhà mình thì ít ăn lắm, tại vì mà bé đi học rồi, để chiều nó không ngon đó, hay là bà xã ăn luôn. Anh bảo là nếu mà để hấp lên á, nhưng mà anh hai ít ăn xôi. Mẹ ăn thì lấy sữa cho hai anh em. Ngon không? Ngon không? Cho là nếp hạt to nhỉ. Nếp bắc á. Cứ thịt á, thịt mềm, bỏ vô mềm mượt á, với lại gia vị rất là ngấm, ăn thử miếng. Thịt kho nhục. Nhưng mà gọi là thịt kho mềm. Chắc là em không gọi là thịt kho nhục. Em tự mình đang gọi mẹ. Ôi, ba mẹ vô nha. Đây cả nhà ăn xôi nha. Có ăn xôi nhất sốt. Xôi hấp dẫn quý vị các bạn. Xôi kho nhục. Có hành phi này, có lá chuối dưới này. Một cái thịt nó nhìn nó hơi đen đen này, không biết phải đâu. Rồi, quay sơ sơ cái phần xôi các bạn tham khảo thêm ha. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.